Bố làm phu đá, mẹ đang cót nuôi con gái giành 3 huy chương vàng SEA Games 32. Thật không thể tin nổi, đây là ngôi nhà của vận động viên vừa phá kỷ lục SEA Games 32. Ở trên quả đồi cuối làng Én, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có một ngôi nhà nhỏ chừng 30m², làm bằng đá vụn. Trong căn nhà, không có một vật dụng gì giá trị, nhưng trên vách tường đá của ngôi nhà nhỏ ấy, treo đầy các loại huy chương, bằng khen của một kình ngư người Mường, tên em là Cao Thị Duyên, vận động viên vừa giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, phá 2 kỷ lục SEA Games 32. Đó là những thứ quý giá đối với cả gia đình Duyên. Từ cái năm con xuống thì bố mẹ cũng khó khăn, nói chung là cũng không có đi được. Vì cái hôm thi đấy cũng phải ra đi động viên con, các anh, các chú, mấy người đi ra theo cháu ngoài. Cái hôm cháu thi SEA Games. Những cảm xúc là mừng cho con đạt được thành tích SEA Games 32. Phát hiện cháu là tập bơi ngoài khe, anh chị em cũng nhiều bơi, tôi phát hiện là năng lực của cháu nó bơi được, thầy cô là lấy xuống trường đi học tập. Nói chung là cái năm hồi còn nhỏ thì nói chung là mới xuống thì tôi cũng xuống nhiều lần rồi, xuống trường tóm lại là đi xuống tham quan đấy, là ở dưới trường dưới tỉnh thì cũng xuống mãi, nhưng mà thời gian nói chung là nó cũng quen rồi, thì nói chung là ăn ở thì gia đình cũng không có, nói chung không có tiền mà đi xuống tham quan nữa, nên là thì con tự ăn tự học cái kia thôi, cái trường. Con cái gia đình cũng bố mẹ, nói chung là trong gia đình là cũng động viên con mà cố gắng mà đi học. Thế là ngày hắn đi ạ, là bắt đầu ông bác lại mất mà không ốm đâu chứ, là mất, cho nên là bận không xem được tivi. Con Duyên hắn đi ạ, là cái ấy là ông bác mất ngay cái ngày hắn đi ạ, cho nên là không quay được tivi, cũng không xem điện thoại, là vì anh em họ hàng đông quá, đông mà họ vì tập quán ở trên đây đã có việc ấy là không xem được cái gì, thế cho nên là phải chịu. Nghe người ta nói thôi, thế là bảo con Duyên hắn được thành tích cao thì tôi cũng phấn khởi, mà đúng chỗ nào mà cũng vẫn xúc động nha. Nhớ lắm, mà ở lúc nào cũng nghe cho cháu rồi. Điện về anh bảo là bà ấy cũng đừng làm nhiều lắm nha. Anh cứ bảo chứ, về ngày nào cũng vậy, ngày nào anh cũng bảo bà không phải làm nhiều, có chú có thím rồi, phải chứ.